Có rất nhiều bạn hỏi mình về các học Kanji. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ sách để các bạn học Kanji một cách hiệu quả nha. Mình xin giới thiệu cái bộ sách này nha. Nó có tổng hợp tất cả những cái mẹo mà mình đã gì nhỉ, giới thiệu cho các bạn. Đây, hack não Kanji, 2500 chữ Kanji này. Đó, học theo bộ thủ này, phân tích và tạo lập những câu chuyện rất là dễ nhớ và chất lượng hình ảnh mỹ mãn, sinh động, siêu dễ nhớ và dễ học nha các bạn. Đó. Ngoài nhà mình có gì nhỉ? À, tạo thêm một cái cuốn sách bộ thủ cơ bản thèm kèm quy tắc chuyển âm cho các bạn. Bạn có thể học trong đây rất nhiều thứ rất là hay nha. Đó. Tiếp đến chính là flashcard. Flashcard bạn có thể cắt ra và bạn dùng nha. Tiếp theo chính là quyển luyện viết. Và quyển luyện viết này sẽ kèm theo bút nha. Ngoài ra những bạn nào muốn mua cái bộ hay não Kanji này, đúng không nhỉ? Thì inbox cho mình sẽ gửi thêm cho các bạn những cái file tổng hợp ngữ pháp N3, N2, N4 và những cái file của bộ Kanji các bạn nha. Đây. Ừ, và các bạn yên tâm nhá, cái não Kanji này đã cho chị nhỉ? À, mình một cái bộ flashcard. Nó đã được gì nhỉ? Cắt sẵn rồi. Bây giờ bạn chỉ nhỉ? À, tách nhẹ ra cho mình nhá. Đó, bằng này này. Đó, các bạn tách nhẹ ra. Và thành một cái tập như thế này để chúng ta có thể ôn tập lại nha. Ở video sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các mẹo để học Kanji. Các bạn nhớ đón xem nhé.